hết lòng ăn năn. Con sấp mình con xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Giấc mình con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Chuyến với các bố là mọi năm thì nó đều là thứ năm cả, nhưng năm nay các bố muốn sầm quất thì xin các bố là thôi ta cứ thống nhất này, ta cứ thống nhất là 8 giờ tháng thứ tư đi, ta lên đây ta tập trung tập dọn tập lên xuống rồi con cả với tập đánh thanh rồi chúng ta có như thế nào, rồi đến trưa này thì ông trưởng giác các đạo về lo cho giác ấy uống nhiều rượu thì uống, còn ngày thứ năm thì chúng không phải con cả. Cứ đừng làm đúng theo của theo của nhà thờ, nhà thờ có người nắm con có làm thấy được người ta không phải muốn gì đâu, không được tháng thứ tư tổng kết tập thử đi, trong ngày thứ năm là các bố lại tập trung về đây 8 giờ là đi bắt đầu là dụng dặn trong bắt đầu là gương việc đi một vòng được rồi các bạn lúc về nhà các bạn hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Không thấy cái chán đấy thì tùy các bố đấy góp ý thôi. Chán đấy tốn được mà coi trướng được mà không việc gì đâu. Thích chán thì mình thích chán thì đi việc gì đâu mà. Thứ hai là chiều đi. Hai là chiều ạ. Vâng. Thế bây giờ xong lần xin các cố bản đến việc. Tôi xin có ý kiến với các phụ trong thành thế này này. Thì theo như các cố cho biết là cái tối thứ sáu là
là cả hai giáp là coi như là về đây là ta liên hoan chung. Thì còn hai đoàn hội thì tôi xin là các cụ cũng cho về đây cả. Về cả. Xin có ý kiến vậy. Bảo vệ ngay đi thì để nó nắm được cái công việc để mà thu xếp những hàng thằng là thì không biết là chung loại chung được cái này thì nó cũng có một con nhà đẹp hơn trưởng để bạn nên coi cho nó đẹp đẽ để sống nó cho nó công phát cho mình để đưa đi cái hai bảy triệu tư liên sang năm mọi việc nếu như tập thể mà đã tốt đẹp thì xin các bố trong này cũng quan tâm đến gia đình tôi ở cái nghiệp là ngày thứ năm chúng ta cần có cái việc này nó có tốt đẹp hay không là do các bố ở trong này nếu như các bố nhiệt tình nhiệt tình thì đấy là hậu quả chúng ta có thể thành còn thông tin là công việc sẽ hoàn thành bởi vì một năm có một lễ đại để sinh dục tất thế là nhất trí quan điểm đang thì là các cô dừng lại cho những năm trên sự sáng tác bởi vì chúng tôi không phải là đã có tư duy mà đưa ra ông ấy để ta có thể tiến chung đã là chung thì không bao giờ có một mũi trước đấy thì ta nên hiểu với nhau bởi vậy cho nên là cứ chào ý kiến các cô để cần thông tin chỉ bảo 500 đi. Tôi bảo 500 nghìn, vâng. Thế các bố bà chúng ta nước như thế nào, đổi giác làm như thế nào cho bà đó là cái là ăn được. Thì là các bố đổi ở cái bàn cái nước. Còn với cái trị giá tiền các bố cứ làm là bằng đấy. Đấy. như thế nào chúng tôi chưa biết gì cả, chúng tôi ngồi quanh quần quẩn nó kia này, làm quần được nào?
anh xin các bố chủ động cho cái việc ấy. Thế rồi còn sáng thứ năm cũng vậy, và cũng đúng vậy giờ là bây giờ mà phải thế nào đấy, đúng không ạ? Đấy, để cho hai bên chúng tôi còn có trách nhiệm đôn đốc để cả các bố và anh nhặt tập trung hết. Thế thì như vậy là cũng như lời của ông chủ tịch vừa nêu đấy, thì tôi thì muốn để nó thành công tốt đẹp của mọi công việc là chúng ta hết sức nhiệt tình cố gắng. Thì tôi nghĩ không là thế còn đến sáng đến chương trình của cái buổi chiều thứ sáu đấy, thì đằng nào chúng ta cũng còn có một thời gian đi xuống nhà thờ ông là dự kiện đi đấy. Thế rồi như vậy là năm thứ chín thứ mười là chúng ta đã làm được rồi, thì chắc là có nhiều thời gian để anh em thế còn cái việc cho đến sáng thứ bảy không ạ, thì trong chương trình là từ 7 giờ thì như vậy là nhà yếu chúng ta kiểm soát thì cái này chúng ta phải thống nhất tập trung luôn này, rồi kiểu lẻ kiểu luôn rồi đi anh em rồi như vậy là đi nhưng là cũng phải quần áo ở ngoài đấy, còn đông trắng yếu ấy chứ không có đòi hỏi đông cao luôn không ạ, người thì mặc người thì không rồi. Thế còn cái hậu cần như là nếu để mà một trên này mà làm những người đâu làm cho lên là cả hai làm chúng ta những người làm đấy, khi là anh em thì có đồng ý đi vào một hết đó là làm nhạc bắt nhạc đấy, mình của đó thì về phía hậu cần thì có thể chúng ta cần những đồ như vậy là hôm nay các cụ đã định hướng ra, đấy, thì ta cũng gọi là cứ cố hình dần đấy, có mà có món nọ món kia đi, có gà này, có thịt gà này, hay là có thịt bò này, đấy, có cần tôm tùm gì nữa không, không cần đâu, tôm gì, đấy, định hướng như vậy rồi gọi anh em một cái gì các bạn không ạ? Tôi nói như vậy. Thế thì chắc chắn là chưa làm bao giờ tôi cũng biết rằng là các bạn là tôi sẽ làm một việc khác và tôi làm một phần tôi được nhưng mà khi ra thế rồi như vậy là bỏ ngài con đi với ai đường ta lại.
một người ngồi trong nắng mắt buồn đớp lệ tuôn ngầm bờ môi cay đắng mơ từng hạt cơm ngon ngày vui giờ đã buồn những cơn say đã tàn còn đâu thank you.
con biết ăn năn, cho con đến nương ơn. Trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa, suốt một đời con tắm mát trong tình cha, giữa trưa xa màn tranh ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Xin từ lấy Chúa tình yêu ngọt ngào, người đi nhớ thanh ân ngày trao, người theo chân Chúa đi qua đều đã bỏ hay thân ta. Ôi tình yêu Chúa bên hàng chân người, tình yêu Chúa bao la chung người, khi hồn con mãi êm trôi với tình yêu. Ôi tiếng gọi nào vườn đã vang trong chiều mưa, vốn hóa cánh tay ngài đưa
đến đời đời. Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh âm Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thắp ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang chân đời, tình yêu Chúa bao la chung khơi, tiền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Ôi nhiệm màu tình Chúa yêu thương đoàn con, Ngài đã đến trong chân gian, dẫn con tìm nguồn ánh sáng. Mô mình Ngài, con thương Chúa trong tình yêu, biết thương thực nuôi sống con, Chúa trao cả hết ân tình. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đời ta bỏ hay thầm ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang chân đời, tình yêu Chúa bao la chung khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quân thù. Người đã sức trên đầu, dầu đấm người lại lan. Tôi vui sướng thành thơi, khi Chúa thương hồn tôi. Chọn cuộc sống dương gian, ân sự Chúa đón chào. Người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính. Tôi vui sướng thành thơi, ơn ấm thay nhà người.